Nam rapper chỉ bán được 800 vé concert nên quyết định mở cửa miễn phí cho khán giả. Người hâm mộ vừa thương nhưng cũng không khỏi tiếc nuối cho nam rapper này. Mới đây, Swings, một rapper nổi tiếng của Hàn Quốc, đồng thời là CEO của công ty giải trí AP Anjami, đã quyết định mở cửa miễn phí cho đêm nhạc diễn ra vào tối mùng 3 tháng 6 vì lý do lượng vé bán ra quá ế ẩm. Quyết định trên khiến người hâm mộ vừa thương nhưng cũng không khỏi chạnh lòng. Cụ thể, Swing và công ty của anh dự định tổ chức đêm nhạc vào tối mùng 6 tháng 3 mang tên AP Anjami Compilation Concert với sự góp mặt của nam rapper. Các nghệ sĩ trực thuộc công ty cũng như một số khách mời như Sejam và Jushes. Đêm nhạc dự định sẽ diễn ra tại sân vận động Tiger Dome nằm trong khuôn viên Đại học Hàn Quốc với sức chứa khoảng 8.000 khán giả. Dù ban tổ chức chỉ bán ra 5.000 vé, không sử dụng hết toàn bộ ghế ngồi trên khán đài, nhưng lượng vé bán ra vẫn vô cùng hầm hiu, 800 vé, chưa đến 1 tháng 6 tổng số bán ra. Đây là con số rất thấp dù chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, đêm nhạc sẽ diễn ra và không có dấu hiệu khả quan nào lượng vé sẽ được bán hết. Spring, với tư cách CEO của công ty tổ chức đêm nhạc, đã đăng tải đoạn video để nhận mọi trách nhiệm về bản thân, đó là lỗi của tôi. Tôi đã thấy lượng vé bán ra rồi và nó không khả quan chút nào cả. Tôi xin chịu trách nhiệm về bản thân mình. Tôi sẽ không có ý định hủy bỏ concert mà sẽ biến nó thành một đêm nhạc miễn phí, bạn không phải trả bất kỳ đồng nào để tham dự cả. Với những khán giả đã mua vé, Swings cũng cho biết sẽ tiến hành hoàn trả số tiền họ đã bỏ ra. Đồng thời, số ghế mà những khán giả này đã chọn khi mua vé ban đầu vẫn sẽ được giữ nguyên. Swings chỉ xin khán giả một điều duy nhất, hãy nghe thật nhiều album của chúng tôi để khi đến concert bạn sẽ cảm thấy quen thuộc và quẩy theo. Nam rapper cũng cho biết mặc dù đưa ra quyết định như thế, anh vẫn vô cùng tổn thương vì lượng vé bán ra và cam kết sẽ đẩy mạnh chất lượng, giá trị của các nghệ sĩ trong công ty lên tầm cao mới.